Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nước Trung Hoa vào thời nhà Tống, các phái võ tung hoành trên giang hồ như trăm hoa đua nở. Chính phái hành hiệp cũng lắm, mà bàn môn tả đạo cũng nhiều. Đáng chú ý hơn cả là phái cổ mộ, mà bí kíp sư phụ truyền lại là phô sách Ngọc Nữ Tâm Kinh. Muốn luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, bắt buộc phải có một người nam và một người nữ, cả hai cùng khỏa thân ngồi đối diện nhau, áp bàn tay vào nhau, nhưng tâm hồn phải tuyệt đối thanh khiết. Nếu không thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, làm điên loạn tâm hồn và thể xác. Đại đệ tử của phái cổ mộ là Lý Mạc Sầu, tâm niệm bất chính, lúc nào cũng muốn dành Ngọc Nữ Tâm Kinh để tập riêng cho mình. Trong khi sư muội là Tiểu Long Nữ, nhớ lời di huấn của sư phụ, quyết không để bộ sách ấy lọt vào tay sư tỷ. Trong thời gian khổ luyện võ công trong khuôn viên cổ mộ, vì hoàn cảnh đẩy đưa, Tiểu Long Nữ nhận một thiếu niên tên Dương Quá làm đệ tử. Ngày ngày thầy trò gần gũi, Dương Quá lớn dần theo thời gian. Hai người đã xóa biên cương tuổi tác, vượt cả tình cảm thầy trò để yêu nhau, mặc dầu xã hội thời ấy gắt gao nghiêm cấm. Thời thế đẩy đưa, Tiểu Long Nữ phải giả từ cổ mộ bước chân ra giang hồ. Trên đường hành hiệp, Tiểu Long Nữ và Dương Quá gặp biết bao nhiêu sóng gió thập tử nhất sinh. Một trong những kẻ thù lợi hại là đệ tử đông đảo của phái Toàn Chân. Rồi Tiểu Long Nữ bị trúng độc hoa tình. Hai người phải chia tay nhau để Tiểu Long Nữ đi ẩn cư chữa bệnh. Hẹn sẽ tái ngộ 16 năm sau. Thời gian chậm trôi, hai trái tim cùng thao thức đếm từng ngày chờ đợi. Nhưng rồi buổi tái ngộ cũng đến. Ôi, còn cảnh nào xúc động hơn phút tương phùng sau 16 năm trường đăng đẳng. Chim rừng ríu rít ca để chia sẻ, suối ngàn róc rách reo như chúc mừng. Đôi uyên ương nối lại tình xưa trong nắng ấm chan hòa. Mười sáu năm rồi đó nha. Mười sáu năm mà ta quyết tâm chờ chờ đợi đợi cô Long rồi đó hả? Ngày hôm nay, ngày hôm nay là ta hẹn hò cô Long tập tại đây. Mười sáu năm xa cách, mười sáu năm mà ta không dê ông nào hết, chỉ chờ đợi cô Long. Cô Long đẹp tuyệt trần của ta, đẹp mỹ miều của ta. Tới khi đó, ta sẽ giang hai cánh tay này. À không, một cánh tay thôi. Một cánh tay mà đậm đà tình nghĩa. Ủa sao giờ này chưa tới? Không lẽ bị kẹt xe? Mít vững. Không lẽ giữa đường quan có cây mít? Cái gì mít? Ta té mà không chịu đỡ gì hết trơn, đau đến muốn chết mà. Anh tới lâu chưa? Cái gì vậy? Tôi tới lâu bà kệ tôi, bà té mà kệ bà, tự nhiên kêu tôi đỡ như vậy? Thôi đi chỗ khác chơi, tôi hẹn với đà tôi. Dư Quá này phải không? Ừ? Sao biết tên ta? Quá Nhi. Vậy? Tiểu Long Nữ đây. Cái gì? Cô Long đây, Quá Nhi. Ê, 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 ê. Cái gì vậy? Bà nói lại coi. Bà là Tiểu Long. Bà diễu hay quá ha. Tiểu Long Nữ hả? Xin lỗi bà nha, bà là khủng long nữ đó bà, đừng nói giỡn hoài. Quá Nhi. Như vậy? Xa cách mới 16 năm,
Quá đã nở thay lòng nửa dạ rồi sao? Ê, sao bà biết ta với lại cô Long xa cách nhau 16 năm? À, thì ra là bà quen bà Lý Mạc Sầu kể cho bà nghe chuyện tình của ta và cô Long phải không hả? Trời ơi, chính ta là tiểu long nữ đây. 16 năm trước ta trúng độc qua tình ở Tuyệt Tình Cốc nên phải đi ẩn cư biệt tích đó. Cái con mẹ Lý Mạc Sầu quá đáng mà dám kể chuyện tình giữa ta và cô Long cho bà nghe. Quá Nhi, tiểu long nữ đây Quá Nhi. Bây giờ chỉ còn có cách đưa bổ bối ra Quá Nhi mới chịu tin mà thôi. Ê, bổ bối gì? Quá Nhi có biết cái gì là quý nhất của phái cổ mộ không? Là Ngọc Nữ Tâm Kinh đó mà. Không sai, Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc nào ta cũng phải mang theo bên mình, vì sợ sư tỷ của ta là Lý Mặt Sầu cướp mất. Đây, chỉ còn có cách ta đưa Ngọc Nữ Tâm Kinh ra, Quá Nhi mới chịu tin ta là tiểu long nữ mà thôi. Bí quyết giảm cân dành đi cho phụ nữ trên 50 tuổi. Ủa, cái này của ta không phải, Ngọc Nữ Tâm Kinh đây. Trắng. Đỏ mà. Không, đỏ là Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn trắng là cặp giò. Quá Nhi, bây giờ Quá Nhi tin là tiểu long nữ chưa? Nè nè nè, bà phải khai cho thiệt nha, bà lượm cái này ở đâu vậy? Trời, bây giờ chỉ còn có cách là ta đưa một chỗ kín nhất của ta cho Quá Nhi tin. Thôi, đừng nha. Quá Nhi hãy xem. Lát ông tiền mà ta cần xúc thức cái nào nè. Nè. Thì ra đây là tiểu long nữ thiệt đó hả? Không sai. Trời, tiểu long nữ. Quả Nhi, sao 16 năm xa cách, sao không chịu đẻ đi mập như vậy? Không đẻ mà được về sao? 16 năm trong cổ mộ an toàn là cây không đó. Cây gì? Cây sâm ngàn năm đó. Trời đất ơi, sâm ngàn năm ăn vô không đứt da là mai rồi đó hả? Biết vậy ta lấy Lý Mặt Sầu cho rồi. Ê, Lý Mặt Sầu và Cốc Khú Đế mà vẫn chưa có chồng sao? Nó khùng khùng tưởng cái ai dám lấy hả? Quá Nhi, bây giờ chúng ta có thể đi xây tổ nguyên rồi. Đi Quá Nhi. Đi Quá Nhi. Cái tay Quá Nhi đâu rồi? Bộ đuôi sao không thấy? Không thấy. Đi là chém Quá Nhi của cô Long. Quá Nhi nói đi, cô Long chém chết mẹ nó luôn. Ê, không ai chém ta cả. Chứ tại sao? Cô Long biết không? Không. Ừ, phải rồi, ta phải nói cô Long mới biết hả? Nói đi. Sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng quá thương nhớ cô Long. Một ngày đẹp trời, thương nhớ cô Long không biết làm sao hết, đành kêu trời ơi thôi. Ta giang hai cái tay lên trời kêu trời ơi. Thì ngay lúc đó là một chiếc trực thăng bay ngang cán nát cánh tay của ta. Và từ ta thành đồng thủ đại hiệp đó hả? Đau lòng quá Quá Nhi ơi. Còn cô Long, sau 16 năm xa cách, làm sao mà sống hả? Chuyện rất là dài dòng đó Quá Nhi. Nếu không nhờ Medi-Keo, có lẽ cô Long đã chết từ lâu rồi. Hả? Cô Long được Medi-Keo hả? Để thì đừng có bất công cho ta mà. Ta cục ta như vậy mình lên cái chục lần chưa giải quyết đó. Mỗi lần đi bác sĩ phải trả tiền cash không luôn đó hả? Tại ta quen lớn đó Quá Nhi. Quen với ai? Social worker. Quá Nhi biết không, một mình ta chữa bệnh rất là cực khổ. Cô Long không được ngủ trên giường, ta phải giăng một sợi dây trên hai gốc cây. Thôi đi bà ơi. Ta ngủ trên sợi dây không vậy đó. Trời. Thôi đi bà ơi, tứ bà vậy ngủ trên dây, dây nào chịu nổi? Dây cáp đó. Cáp gì? Tàu Titanic. Ờ. Thôi đi bà. Quá Nhi, rốt cuộc 16 năm xa cách, mình đã gặp lại nhau rồi. Mình có thể luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Hả? Luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh? Mình có thể đối diện nhau. Đối diện nhau? Mình có thể cởi hết áo quần ra để luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh để trở thành vô địch thiên hạ. Cởi hết quần áo ra, luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Thôi, cô Long à, cô Long có thể nào khỏi cởi quần áo ra mà luyện được không hả? Tại sao? Tại vì cô Long mình cởi ra rồi, ta luyện ta sợ không thành Ngọc Nữ Tâm Kinh mà thành Ngọc Nam Thần Kinh đó mà. Lý Mạc Sầu. Hỏi thế gian tình là chi mà sống chết có nhau. Thiên Nam địa Bắc sông Phi Nhã, lão thử kỳ hồi hàng thử, quan lạc tuyệt ly biệt khổ, tử trung canh hổ si nhi nữ. Ê cái bà kia. Hả? Mà nói gì tôi không hiểu gì trơn vậy bà? Trời ơi, ta nói tao còn không hiểu nó gì ngươi hiểu. Thì phim tàu nó nói sao tao đã đi trang cho nó giống mà. Ê ngươi nghe, thím hai cho hỏi thăm thím hai. Ê, con mẹ này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ta như vậy mà kêu thím hai sao? Nè, con nha đầu kia đừng có hỗn láo với ta nghe chưa. Đúng là có mắt mà không trồng. Ta như vậy mà kêu nha đầu sao? Im lặng, nghe ta hỏi. Hỏi gì? Nhà ngươi có thấy một cô gái trẻ
dễ thương, hiền lành, mặc đồ trắng từ trên xuống dưới giống như là một con ma vậy đó. Đứng tại đây không? Tên gì? Tiểu Long Nữ. Ha, người đẹp đứng trước mắt mà không thấy, ta là Tiểu Long Nữ đây. Hey, đồ tiểu nhân bị ổ vô liêm sỉ, đừng có nhận bậy nhân bạn hết chưa. Tiểu Long Nữ nhưng mà già dữ vậy. Ta này, sư tỷ của Tiểu Long Nữ, ta là Lý Mạc Sầu 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 Sầu, ta rất là rành Tiểu Long Nữ. Ê, sư tỷ, xa cách mười mấy năm gặp lại không chào hỏi gì hết trơn, đòi đánh liền sao? Chơi thì chơi. Trời ơi, đúng là Tiểu Long Nữ rồi. Con này lúc nào gặp là nó muốn chơi không mà. Ê, cô Long, cô Long, cô Long, để ta, để ta. Cô Long, cô Long. Lý Mạc Sầu, sau 16 năm xa cách, người đã xem duyên quá đi, võ nghệ cao cường đây. Hỏi thế gian tình là chi chi mà khiến sống chết có nhau. Thôi mình đổi chuyến thật đi, đánh chi cho nó mệt. Trời đất ơi, bao nhiêu năm xa cách vẫn khùng như xưa. Dương Hoa hả? Nói nghe nè. Gì? Đừng quýnh lộn chi cho nó mệt nghe. Bây giờ mình đổi đi nghe. Đổi gì? Bây giờ ăn giày nè ha, mình chơi tình cảm đi. Tình cảm làm sao? Chơi tình cảm cho nó dễ. Bây giờ bỏ con Tiểu Long Nữ đi nghe. Lấy em đi. Lấy. Rồi sao? Tại vì mình bỏ Tiểu Long Nữ lấy em, xong mình ăn cắp Ngọc Nữ Tông Kinh đó, xong mình lên núi mình luyện. Bị gì luyện cái đó là phải cởi đồ. Trời đất ơi, luyện chung với em cởi đồ với em phê hơn với con mẹ già kia chứ bộ. Được không? Như là phải đó. Được á. Bắt buộc. Được rồi, ta sẽ quyết tâm để được Ngọc Nữ Tâm Kinh, để cùng với Lý Mạc Sầu luyện cởi đồ. Cởi đồ xong luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Được rồi chưa? Được rồi. Thừa lúc sợ là phải chôn liền nghe chưa? À. Trời đất ơi, thiên nam địa bắc si nhi nữ. Trời chơi liền nghe chơi nè. Trời đất ơi, hỡi thế gian là chi chi, tình là chi chi, chúng ta phải đi, ta phải đi thôi. Nói này công việc nó khùng thiệt. Nhưng mình đỡ hơn vậy kia. Được rồi, ta quyết tâm lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cô Lâu. Hả? Quá nhiên. Chuyện gì cô Lâu? Quá nhiên của em. Quá nhiên. Chuyện gì? Đứng lại. Dù quá, hôm nay là ngày tàn của nhà ngươi rồi. Đạo sĩ thúi kia, các ngươi đừng có vô lễ nha. Quá Nhi. Chuyện gì? Quá Nhi nhắm đánh đổi bọn này không? Không để cho có lông. Một tay không lại, nhưng mà hai tay thì lại. Đúng. Tưởng ngươi cùng tay mà, quá ra ngươi xạo. Không xạo làm sao ăn được tiền tàn thật hả? Cũng nhờ luật sư giỏi. Muốn nhào vô không? Nhào vô. Sao nhẹ vậy? Tưởng bở hả? Cô Long, ra đây. Quá Nhi. Cô Long thấy chưa? Giang hồ hiểm ác, cô Long phần liễu yếu đào tơ, làm sao mà giữ được Ngọc Nữ Tâm Kinh chứ? Đưa cho ta đi, ta giữ cho cha. Không được Quá Nhi. Sư phụ trước khi chết có dặn rằng Ngọc Nữ Tâm Kinh là vật bất ly thân, lúc nào á cô Long cũng mang theo bên mình, vì sợ hở ra là có đứa lung manh nó chộp liền, nhất là con mẹ Lý Mặt Sầu đó, lúc nào cũng rình để ăn cắp hết đó. Ta biết rồi, nhưng mà giang hồ hiểm ác, còn cô Long thì liễu đào tơ, đưa tôi giữ cho. Không được Quá Nhi, em không dám làm trái lời di huấn của sư phụ đâu. Quá Nhi nè. Chuyện gì? Nhà Quá Nhi ở đâu? Đưa cô Long về tắm gội thay quần áo đi. 16 năm rồi chưa có được tắm đó. 16 năm rồi chưa có tắm. Nhưng mà ta làm gì có nhà mà về ở. Thôi không ấy, ta đưa nàng đi mua theo nha. Đi đỡ đi. 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 16 năm chưa tắm. Quá Nhi, hay là mình vô nhà hàng seafood này cho cô Long ăn tô mì đi. 16 năm rồi chưa được ăn mì đó. Ê, cô Long à, mới ăn rồi ăn nữa hả? Nhưng mà cô Long thèm mì quá à. Thôi được 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 rồi, ta cho cô tội nguyện mà. Qua đây ngồi đi. Ai, ngồi 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 ngồi. Chủ quán đâu? Chủ quán. Hey, thủ tàn cụ lên đây nào. Thủ tàn cụ lên đây đi chủ quán. Sư cô chị à? Sư cô chị à? Quá chị à? Quá chị à? Chủ quán chị à? Quá chị à? Chủ quán chị à? Quá chị chỉ chị à? Quá Nhi. Quá Nhi nói tiếng gì vậy? Tiếng tầm. Tầm gì? Tầm bảy. Nó nói tiếng tầm ba, ta nói tiếng tầm bảy. Chuyện gì? Nói tiếng gì được không? Được. Chuyện gì? Được quá. Tưởng người chôn ở đầu, qua là người chôn ở đây hả? À? Sáng này, người huynh đệ tử của ta, tối nay không thể tha được. À, Quá Nhi, xa cách Quá Nhi có 16 năm trời, mà võ nghệ Quá Nhi bây giờ quá là cao.
cao cường, xứng đáng là đệ nhất cao thủ võ lâm. Có gì đâu mà cao cường hả? Thời buổi này mà còn múa tới múa lui nữa. Cắt cục là xong ngay. Uống trà đi. Dùng trà đi cô Long. Quá Nhi, xa cách Quá Nhi 16 năm, bây giờ mới được gần Quá Nhi. Cô Long uống không nổi đâu. Hay là bây giờ mình lên phòng đó, mình mướn một cái phòng honeymoon, rồi mình kêu room service đem thức ăn lên cũng được. Đi Quá Nhi. Đi. Ê, vậy là ta đã bỏ gói bột nở vào ly nước theo lời của Lý Mạc Sầu rồi đó hả? Tiểu Long Nữ sẽ phì ra thành khủng long nữ. Mình sẽ đoạt được Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đây nè. Vô cùng khủng khiếp và đầy kinh dị. Vậy mình phải hy sinh. Không thể chấp nhận được. Bảo trọng. Lý Mạc Sầu. Nhìn hai cái đũa ôm nhôm nhất dài thằng lò xô được là biết Lý Mạc Sầu rồi đó mà. Ớt nào mà ớt chẳng cái. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng hả? Trời ơi, xui cho nào lấy bà này. Lấy bà này là chết với bà rồi hả? Còn hơn là gá đời mình cho khủng long. Quá Nhi. Ê, ăn ớt kìa. Sao mũi? Hỡi thế gian tình lợi chi mà sống chết có nhau. Thiên Nam địa Bắc sông phi nhạn. Đúng là sao mũi rồi. Hơi sao mũi. Ê, bộ đi sửa sắc đẹp dữ lắm hay sao giờ đẹp quá vậy? Review chút đỉnh thôi hả? Đây cái thiệt là quá đẹp đi mà. Trời ơi nhớ ngày nào đó, Quá Nhi chê ta nào, đen thù lùi nè, ôm nhơm, ôm nhách nè, suông đục, rồi xua đuổi ta thậm tệ vậy đó hả? Ê, đừng có nói vậy chứ. Tại vì trước đây Dương Quá đúng là con mắt mà không trồng đó mà. Đúng rồi. Bây giờ ta mới phát hiện được là ốm bây giờ là mô đen đó hả? Nhưng mà sao mũi à? Bây giờ chúng mình đi nha. Ta không cần Ngọc Nữ Tâm Kinh nữa rồi. Đi đi. Khoan đã. Tại sao? Ngọc Nữ Tâm Kinh đâu? À, Ngọc Nữ Tâm Kinh trong kia kìa. Nhưng mà có con khủng long làm sao ta chịu được. Thôi không, đi đi. Ta cần Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tại sao cần Ngọc Nữ Tâm Kinh? Ô kìa. Quá Nhi. Bộ Quá Nhi. Không muốn cởi đồ với ta nữa hay sao vậy? Cởi đồ đó hả? Ở đâu ai lại không muốn. Nhưng mà cởi đồ bắt mới với Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đi đi đi. Không. Ta cần Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tự phóng thôi chứ. Má bà chằn nổi lên rồi. Nhưng mà bây giờ nhà ngươi muốn sao? Bây giờ ta muốn cởi đồ. Ta muốn cởi đồ. Thì Ngọc Nữ Tâm Kinh. Muốn cởi đồ phải có Ngọc Nữ Tâm Kinh hả? Vô lấy lẹ lên. Bây giờ ta phải hy sinh hả? Ừ. Chắc chắn nha. Lẹ lên. Cởi đồ. Cởi đồ là phải lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cởi đồ. Chấp nhận hy sinh chứ không bao giờ chịu chết. Thành kính phân ôn. Chạy ra nữa. Sao chịu được? Sao? Ráng đi mà.
Biết rồi, ráng rồi. Nhưng mà không thấy gì trên giường ha. Thấy cái gì? Nguyên đống mỡ. Biết rồi, nhưng mà quá Nhi ráng chịu đựng cái đống mỡ đó đi. Có muốn cởi đồ với ta hay không? Muốn. Được rồi. Bây giờ nha, quá Nhi ta nói cái gì quá Nhi làm y chang như vậy. Bởi vì ta nghi là cái ngọc nữ tâm kinh hắn giấu ở trong người. Lẹ lên. Hứa nha. Có ngọc nữ tâm kinh thì rồi cởi liền rồi. Rồi động tác thứ nhất nhào lên nằm cạnh. Lẹ lên nằm cạnh hả? Ừ, lẹ lên cởi nha. Rồi lẹ lên, lẹ lên thì giờ không có. Mất vệ sinh. Có ngọc nữ tâm kinh không? Không thấy ngọc nữ tâm kinh. Chứ thấy cái gì? Vò heo. Bỏ đi, bỏ đi. Trời ơi. Bỏ không? Không, ngọc nữ tâm kinh có thể ở đây nè. Êm quá, êm quá. Lại lên không? Ta đi bây giờ đó. Ôi. Lập đi quá. À. Cởi đi. Cởi hả? Cởi ra liền. Tại sao vậy? Cởi chi? Có ngọc nữ tâm kinh rồi thì cởi đi. Khoan đã. Để ta coi lại coi có đúng ngọc nữ tâm kinh không em. Để coi xíu nè. Trời ơi, ngọc nữ tâm kinh. Ủa? Sao chữ người cái trơn vậy nè? Sao chữ? Coi lộn rồi. Tiếng tạo là phải coi từ dưới đích coi lên. Coi gì dưới đích hả? Đạo. Không, cái sách nè. Vậy hả? Ngọc nữ tâm kinh. Cởi đi. Phương pháp luyện tập ngọc nữ tâm kinh. Trời ơi, đúng rồi. Cởi đi. Cởi ra đi. Từ từ, để ta coi cái đã. Người nữ giơ tay lên và tán thật mạnh vào mặt người nam. Đúng rồi. Hay quá. Còn nam. Động tác thứ hai, người nam có quyền bóp đầu ngay lỗ mũi của người nữ. Xưa cái này tu rồi sao trời. Làm thử coi đó. Rồi. Động tác thứ ba, người nữ đứng xa người nam. Đưa chân cao lên. Đưa dơ chân cao đã rồi. Đưa chân cao lên. Rồi cởi đồ ra. Dạ. Đá sao? Sao? Đá vô giữa hai chân của người nam một cái bóp. Gì kỳ vậy? Trời đâu biết. Thấy nó luyện là luyện vậy nè. Rồi cuối cùng, người nam. Người nam có quyền. Có quyền. Sờ. Hả? Vô chỗ. Hả? Bí huyệt đạo. Hả? Bí huyệt đạo ở đâu? Khoan. Có kỹ nha. Bí huyệt đạo. Biết rồi. Ngay lỗ tai của người nữ. Hay quá. Trời ơi, ngọc nữ tâm kinh này quá hay. Trời ơi, hay quá. Đúng rồi. Ủa vậy con cái phần cỡ đâu? Hả? Phần cỡ đâu? Trời ơi, quá Nhi. Cỡ thì phải từ từ mới cỡ được chứ. Không, có là có liền hả? Về hang động mới cỡ được chứ. Giờ đâu vậy? Vậy ha. Để ta nói cho nghe nè. Sao? Bây giờ nhà ngươi đó cứ việc đi vô trong đây đi. Ủa? Quá Nhi. Quá Nhi nè. Trời ơi, con Long ngủ mấy giấc giờ này Quá Nhi mới vô. Thôi bây giờ ngủ tiếp nha, ngủ đi. Kiếm gì vậy? Ủa?
cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh của ta đâu rồi. Ê, tao không có lấy nha. Mất cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh rồi hả? Ừ. Tìm coi. Đâu à? Xấu vô cùng vậy trời. Lâu. Đừng khóc, mất một kiếm sao mà đừng khóc nha. Ta đâu có khóc. Ủa, cái làm vậy? Ta đã cười. Mất đồ mà cười trời. Để con Lâm nói cho Quán Hiền nghe. Cái cuốn đó là cuốn giả. Hả? Cô Lâm, cái cuốn là cuốn giả. Ừ, mà để cô Lâm nói cho Quán Hiền nghe rồi nha. Cái cuốn đó ai mà lấy được đó nha. Mà tập á là sẽ bị điên tửng, bị tẩu quả nhập ma luôn. Gì? Ừ. Ai mà tập cuốn giả đó sẽ bị điên tửng, tẩu quả nhập ma. Trời ơi, cô Lâm. Vậy còn cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh thiệt bỏ đâu vậy? Trời ơi, ta cứ một chỗ bí mật khác rồi. Ủa gì hả? Vậy đi lấy đi. Thôi, bây giờ giờ ta với ngươi ngủ đi rồi sáng mai đi lấy. Lý bạn sầu hả? Bà đang làm gì quá Nhi? Hỏi cái gia tình là chi mà sống chết có nhau? Thiên Nam lại bắt sông phi nhạn, hải thử hàng hồi hào thử Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trời ơi, luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh cởi đồ ra mà nam bóp mũi nữ, ta chịu đâu có thấu, ta điên rồi. Trời ơi, cởi đồ ra luyện nam rờ lỗ tai nữ, trời đất ơi, ta chịu đâu có nổi, ta điên. Bây giờ làm sao thấy chưa Quán Nhi? Không, ta nói với ngươi rồi, ai mà tập được cái cuốn đó là sẽ bị điên, bị tẩu quả nhập ma như bả đó, thấy không? Ghê vậy. Điên trong vườn hoa tình ái chứ bộ. Trời ơi, vậy thôi bây giờ ta với ngươi đi lấy cuốn thiệt xong cởi quần áo ra rồi tập nha. Cái gì? Cô Long cởi quần áo ra. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ta chẳng thà lấy bà điên chứ không lấy khủng long đâu. Trời ơi, vậy là ngươi không chịu hả? Vậy thôi để ta tự cởi ra. Ê, đừng.